Hello everyone, nice to see you again. I'm a teacher from Chu Văn An School. Cô chào các em, rất vui được gặp lại các em khối 6. Today we will study Unit 12, Sports and Pastimes. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài 12, Thể thao và giải trí. See how often. Phần C, thường xuyên thế nào? Và hôm nay chúng ta sẽ học C1 và C2. Bài học hôm nay gồm có new words, từ mới. Các em sẽ được học từ mới của hai phần trên. Structure, cấu trúc câu. Tí nữa mình sẽ biết là cấu trúc nào ha. Exercises, giống như những bài học trước, chúng ta sẽ có những bài tập ngắn rất là hay, rất là thú vị, để xem mình có hiểu bài hay không. Now, open your books and notebook please. Mở sách bài 12, phần C, và mở vở cho cô nào. Let's begin. Bắt đầu nha. C1, listen and repeat. Chúng ta sẽ bắt đầu học phần C1. New words. Always. Always. Always có nghĩa là luôn luôn. Luôn luôn. Usually. Usually. Thường xuyên. Thường xuyên. Often. Often. Thường. Thường. Sometimes. Sometimes. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Never. Never. Không bao giờ. Không bao giờ. Các em có nhận thấy là cả năm đều là trạng từ adverb. Và những trạng từ này chỉ mức độ thường xuyên của một hành động. Cao nhất là always. Kế đến, usually. Kế nữa, often. Lâu lâu một lần thôi. Sometimes. And never. Không bao giờ. Và tên của nhóm trạng từ này là adverbs of frequency, trạng từ chỉ tần suất. Cô nhắc lại, những trạng từ chỉ tần suất, chỉ mức độ thường xuyên của một hành động. For example, I always wear a face mask when going out. Tôi luôn luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài. Trong thời điểm này thì chúng ta chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, và nhớ là luôn luôn đeo khẩu trang nha. Ở nhà các em nhớ luyện tập và học thuộc cho cô trạng từ chỉ tần suất ha. Now, C2, listen and read. Chúng ta qua phần C2 nào. How about the new words? Zoo. Zoo. Look at the picture, please. What does it mean? Zoo có nghĩa là thảo cầm viên. Thảo cầm viên. Time. Time.
Các em đã được học danh từ time ở học kỳ 1 với nghĩa là thời gian. Và hôm nay, trong cụm từ three times a year, ba lần một năm, vậy time hôm nay có nghĩa là lần, số lần. Once, once, one time, one time, một lần, một lần. Twice, twice, two times, two times, hai lần, hai lần. Từ ba lần trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng danh từ time, ví dụ là three times, four times. All right. Have a picnic. Have a picnic. Look at the picture, please. Can you guess? Have a picnic có nghĩa là có một buổi dã ngoại. Có một buổi dã ngoại. Fly the kite. Fly the kite. Look at it. Can you guess? Fly the kite có nghĩa là thả diều. Thả diều. Go camping. Go camping. Look at the picture, please. Go camping có nghĩa là đi cắm trại. Khác với đi dã ngoại một tí, đi cắm trại có thể ở qua đêm, do đó phải có gì nào? Gì đây các em? Tent. Tent. Nào, hình này rõ hơn nè. Vậy tent có nghĩa là cái lều ha, cái lều. Nào, 2 minutes for you to write the new words. Các em có 2 phút để viết từ mới vào trong vở nha. Nào, cô trò mình cùng đọc lại nào. Zoo, zoo. Time, time. Three times a year, three times a year. Once, once. One time, one time. Twice, twice, two times, two times. Have a picnic, have a picnic. Fly the kite, fly the kite. Go camping, go camping. Tent, tent. Các em nhớ luyện tập đọc và học thuộc phần từ mới. Được không nào? Được ha. Nào, listen and read. Two, listen and read. Ba and Len sometimes go to the zoo. They go about three times a year. They often go to the park. They go about twice a week. They sometimes have a picnic, but not always. They usually play sports, but sometimes they fly their kites. They never go camping because they don't have a tent.
They always walk to school and they are never late. They always do their homework. Nào, cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài nha. Ba and Lan sometimes go to the zoo. They go about 3 times a year. Ba và Lan thỉnh thoảng đi thảo cầm viên. Họ đi khoảng chừng 3 lần một năm. They often go to the park. They go about 2 times a week. They sometimes have a picnic, but not always. Họ thường đi đến công viên. Họ đi khoảng chừng 2 lần một tuần. Thỉnh thoảng họ có một buổi dã ngoại, nhưng không phải là luôn luôn. They usually play sports, but sometimes they fly their kites. Họ thường chơi thể thao, nhưng thỉnh thoảng họ thả diều. They never go camping because they don't have a tent. Họ không bao giờ đi cắm trại bởi vì họ không có lều. They always walk to school and they are never late. Họ luôn luôn đi bộ đến trường và họ không bao giờ đi trễ. They always do their homework. Họ luôn luôn làm bài tập ở nhà. How about you? Còn các em thì sao? Nhớ là phải luôn luôn làm bài tập ở nhà trước khi đến lớp. Right? Nào, qua phần cấu trúc nào. Chúng ta gặp lại 2 câu mới vừa nãy mình mới tìm hiểu xong. Nhận xét cho cô. They always walk to school. Trạng từ chỉ tần suất, always. Đối với động từ thường thì vị trí của always ở đâu nào? How about they are never late for school? Đối với động từ to be thì trạng từ chỉ tần suất never đến đâu? Có phải là trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be? Phải chứ nào? Được chưa? Now, remember. Ở phần ghi nhớ này, các em nhớ kỹ kỹ cho cô adverbs of frequency. Trạng từ chỉ tần suất rất là quan trọng. Vì thế phải luyện đọc và học thuộc lòng những trạng từ chỉ tần suất và vị trí của chúng ha. Now, exercises. Bài tập cho các em. Bài tập thứ nhất. Write 3 sentences about you using adverbs of frequency. Viết 3 câu về chính bản thân mình dùng trạng từ chỉ tần suất. Cô gợi ý nào? Chúng ta sẽ viết 3 câu với những trạng từ chỉ tần suất always, sometimes and never. Now, 3 minutes for you. Let's be.
Now, the time is over. Các em viết được chưa? Cô có đáp án gợi ý cho các em. Chỉ là gợi ý thôi ha. Always. I always have my mom do housework. Tôi luôn giúp đỡ mẹ tôi làm công việc nhà. Khi có thời gian thì các em nên giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà nha. Sometimes I sometimes go to the zoo. Thỉnh thoảng tôi đi thảo cầm viên. And never, I'm never late for school. Tôi không bao giờ đi học trễ. Các em cũng nhớ là mình phải đi học đúng giờ ha. Cô hy vọng là tất cả các em đều viết được ba câu này và có thể là viết hay hơn những câu gợi ý của cô nữa ha. Nào, một bài tập nữa cho các em rất là thú vị luôn, đó là listen and answer my question. Các em sẽ nghe và cho cô biết có bao nhiêu trạng từ chỉ tần suất được dùng trong bài ha. My name is Martha. I am a housewife. I always get up at 6 o'clock. I never sleep late. I usually have breakfast. I sometimes walk to the shops. I usually ride my bicycle. I never watch television. I always clean the house in the morning. Then I sometimes have a bath. I always collect my children at 3 p.m. This is my favorite part of the day. Now, answer my question, please. How many adverbs of frequencies are you? Có bao nhiêu trạng từ chỉ tần suất được dùng nào? Có bao nhiêu các em? Có 4 trạng từ chỉ tần suất được dùng, đúng không nào? Đó là những trạng từ always, never, usually, sometimes. Alright. Now, homework. First, learn new words and remember. Đầu tiên, các em sẽ học từ mới và phần ghi nhớ cho cô. Then, do exercises from the school website. Chúng ta sẽ làm bài tập từ trang web của trường mình. Như thường lệ thôi. Next, prepare Unit 12, C3 and 4. Các em sẽ soạn từ mới, phần C3 và 4 cho cô. Now, the lesson is over. Thanks for your watching. Thanks for your listening. Goodbye. See you next time. Bài học đến đây đã hết rồi. Rất cảm ơn các em đã xem video của cô. Rất cảm ơn các em đã lắng nghe cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học trực tuyến lần sau. Nha. Yeah.